Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn nối tuyến, nối tẹp NTD, giải cọc từ tẹp NTD, thay lý trình gốc và cộng lý trình trong phần mềm ARES Swift. Đầu tiên là nối tuyến trên bình đồ, thì chúng ta có hai tuyến cần nối như ví dụ trong bản vẽ sau đây. Ta gõ lệnh nối tuyến, chọn tuyến hiện hành, sau đó chọn tuyến cần nối. Sau khi nối tuyến thì chắc dọc hai tuyến đã nối thành một, thì ta dùng lệnh hiệu chỉnh chắc dọc để hiệu chỉnh lại, vẽ lại chắc dọc. Chắc ngang đã tự động cập nhật, ta đi sắp xếp lại chắc ngang. Trong thực tế, có nhiều dự án còn khảo sát, có nhiều đội khảo sát, và sau khi khảo sát thì từng đội sẽ nhập lại các đoạn tuyến riêng, và sau đó thì chúng ta sẽ cần nối các đoạn tuyến đó lại với nhau. Ví dụ ở đây ta đã có hai tẹp sau khi khảo sát đã được từng đội nhập lại. Ta tiến hành nối trong phần mềm, ta gõ lệnh nhập tuyến, mở tẹp cần nối. Sau đó lựa chọn chèn tẹp số liệu, chọn tẹp nối tiếp. Xóa bỏ phần cọc trùng nhau đi và lưu lại. Tiếp theo là giải cọc từ tẹp NTD, ta có lệnh phát sinh cọc. Nhiều bạn sẽ đặt câu hỏi là tại sao không tạo tuyến từ tẹp mà phải phát sinh cọc từ tẹp. Để trả lời cho câu hỏi đó thì chúng ta có thể quan sát một file dữ liệu nhập tuyến sau đây. Ở đây chúng ta có thể thấy khi nhập dữ liệu tuyến, chúng ta thường làm tròn và lấy độ chính xác đến sau dấu phẩy là hai con số, từ cao độ, lý trình cho đến cả góc. Khi tạo tuyến từ tẹp thì dựa vào giá trị nhập của tiếp đầu, cây tiếp cuối thì ta sẽ tính toán ra bán kính. Bán kính này sẽ lệch với bán kính cong thực tế do con số tính toán đã được làm tròn khi đăng nhập dữ liệu. Sai số càng lớn khi càng có nhiều đoạn cong. Do đó ta sẽ cắm tuyến cố định trước, sau đó phát sinh cọc từ tẹp. Và phần khoảng dịch ở đây, ví dụ mình nhập là 0.01m, nghĩa là khi chênh lệch giữa lý trình nhập và lý trình thực tế nhỏ hơn 0.01m thì cọc đó sẽ được dịch về đúng vị trí của nó. Ví dụ như các cọc tiếp đầu, tiếp cuối, cọc P thì khi có lý trình lệch nhỏ hơn 0.01 thì cọc sẽ được dịch về đúng vị trí của nó. Chọn áp từ tẹp, chọn tẹp. Thay lý trình gốc và cộng lý trình. Thay đổi lý trình gốc, ví dụ đoạn thiết kế tuyến này khi chúng ta khảo sát thiết kế bắt đầu từ km số 10 trở đi thì ta sẽ đặt lý trình gốc là km số 10. Ta kích chọn vào tuyến. Nhập vào phần lý trình gốc là 10.000, đơn vị là mét. Lý trình tự động cập nhật ở cả chắc dọc và chắc ngang. Và cuối cùng là cộng lý trình. Khi cải tuyến thì ta cần cộng lý trình và chèn ký hiệu đứt thước để thể hiện sự thay đổi lý trình trong đoạn cải tuyến, và để khớp nối với hồ sơ khảo sát không làm thay đổi lý trình sau mỗi km. Trên hình ví dụ minh họa, chúng ta có thể thấy khi chúng ta thay đổi bán kính cong, ví dụ từ 200 đến 300 thì chiều dài tuyến cũng sẽ thay đổi theo, dẫn tới lý trình thay đổi trên toàn tuyến, khiến cho lý trình tuyến không còn khớp với cái hồ sơ khảo sát ban đầu nữa. Vì thế nên chúng ta sẽ phải cộng lý trình, từ lý trình ngoài phạm vi cải tuyến được giữ nguyên, ở đây là ngoài cọc C4. Phần cộng lý trình sẽ bằng với lại độ chênh lệch chiều dài của hai đoạn tuyến trong khoảng từ cọc C2 đến cọc C4. Để thực hiện trên phần mềm thì đầu tiên chúng ta sẽ phải chỉnh độ chính xác sau dấu chấm lên là cao nhất.
sau đó gọi lệnh phát sinh cọc và đặt lại độ chính xác là 2 con số. Mục đích của việc đặt độ chính xác lên cao nhất là để khi chúng ta cộng lý trình được chính xác nhất. Mình sẽ làm ví dụ luôn ở file này, nhập lý trình cộng. Và sau đó chèn ký hiệu đứt thước. Ký hiệu đứt thước sẽ thể hiện lý trình đến và lý trình đi cả trên bình đồ và chắc dọc. Phần hướng dẫn của mình hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.